Lời đầu tiên cho tôi xin gửi tới tất cả các ông, các bà, các anh chị em có mặt trong cái buổi trải nghiệm sản phẩm ngày hôm nay. Cảm ơn khách hàng đã tin dùng sản phẩm của Đông Dược Bà Vân. Nay tôi tổ chức buổi trải nghiệm sản phẩm với mong muốn chia sẻ, chăm sóc sức khỏe đến nhiều người hơn nữa có thông tin chăm sóc sức khỏe tại gia đình. Cơ duyên tôi đến với Đông Dược Bà Vân là qua trên mạng xã hội, là tôi có nhìn thấy cái bà Lý Mùi Phin là nhà phân phối của công ty Đông Dược Bà Vân bây giờ, mà tôi đã tìm tòi và mày mò đến, bởi vì bản thân tôi đã bị cái đau xương khớp nó cũng rất là lâu rồi, hơn 10 năm rồi. Nếu mà ai công tác với tôi hoặc là đấy chị em hàng xóm sẽ biết. Thế thì tôi tìm đến chị Lý Mùi Phin này và đã biết về sản phẩm công ty Đông Dược Bà Vân. Tôi dùng cho bản thân tôi và tôi thấy nó khỏi. Trước khi tôi cũng đã dùng những cái sản phẩm khác thì uống vào thì nó lại đau dạ dày, nhưng mà khi đến sản phẩm này thì tôi đã thấy người nó khỏe mạnh, nhẹ nhàng hơn. Đấy, cho nên là tôi đã xuống Hà Nội để gặp Lý Mùi Phin và tìm hiểu về công ty Đông Dược Bà Vân. Con tên là Lý Mùi Phin, con đến từ tỉnh Cao Bằng, con là người dân tộc Dao. Thì trước đây nhà con cũng có những cái dòng thảo dược về trị bệnh đau xương khớp. Con đã từ lâu con đã được tiếp xúc với những dòng thảo dược từ thiên nhiên để hỗ trợ những cái bệnh về đau xương khớp của da. Và hiện tại con đang là chuyên viên nghiên cứu sản phẩm của Đông Dược Bà Vân và cũng thời là nhà phân phối sản phẩm Đông Dược Bà Vân. Thì hôm nay con sẽ chia sẻ về những cái dòng sản phẩm của bên công ty con đang có. Thì về cái dòng thứ nhất là về những cái dòng về xương khớp ạ. Thì những cái dòng về xương khớp, đây là có gồm 3 sản phẩm. Thường người ta sẽ có sản phẩm về xoa bóp hay là về uống, nhưng mà bên công ty con có gồm 3 sản phẩm. Ở bên trong thì mình uống này, ở bên ngoài mình bôi và ở dưới là mình ngâm chân. Đó, thì kết hợp gồm 3 để làm sao mà hiệu quả cao nhất. Với cái sản phẩm về xương khớp này thì nó có 3 tác dụng chính. Thứ nhất là cái sản phẩm về cái dòng xoa bóp này, thì khi mà thời tiết như là thời tiết thay đổi này như thế này thì các bác cũng ra ngoài thời tiết lạnh thì sẽ đau xương khớp đúng không ạ? Và cũng những người mà người ta đi làm ma hay là đi số phủ lạnh thì nó sẽ bị đau những xương khớp đúng không? Thì khi mà cái xương khớp của mình bị đau nhức thì nó sẽ bị tắc đường huyết. Thì với cái dòng sản phẩm của ba cái xương khớp này thì nó sẽ giúp mình là phản huyết, thì khi mà các bác dùng thì nó hết bị tắc thì nó sẽ giảm ngay cái triệu chứng đau nhức của bên đau xương khớp ạ. Cháu xin chào các bác, các cô, các chú ạ. Cháu rất là vui vì ngày hôm nay có mặt sự hiện diện đầy đủ của các bác, các cô, các chú ở đây. Một lần nữa cháu xin đưa gửi lời cảm ơn chân thành ạ. Các bác, các cô, các chú từ sáng giờ các bác, các cô, các chú đã ăn sáng chưa ạ? Chưa ạ. Chưa ạ. Đêm hôm qua có bác nào là hoặc là có cô chú nào là đêm mình không ngủ được, mình cứ bứt rứt chân tay hoặc là chân tay nó cứ tê bì đúng không ạ? Ai đã bị ạ? Có. Ôi gì nhiều quá. Vâng ạ, các bác cứ yên tâm là ở đây đã có cô Bảo rồi, ở đây đã có chúng cháu đến. Chúng cháu từ Hà Nội đến từ, chúng cháu đi từ 4 giờ sáng đến đây. Nên là hôm nay bọn cháu về thì sẽ hỗ trợ cho các cô, các chú, các bác ở đây sẽ được trải nghiệm này, ngâm chân này, rồi xoa bóp này. Mình đau mỏi đâu thì các cô, các chú, các bác cứ bảo để bọn cháu giúp đỡ được không ạ? Dạ. Cháu cũng xin tự giới thiệu, cháu là Vân Đặng, giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Dược Bà Vân. Đồng thời bên cháu cũng có nhà máy là công ty trách nhiệm hữu hạn SHC. Địa chỉ nhà máy của bọn cháu là ở Bình Đà, Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội. Và nếu như các bác, các cô, các chú ở đây có dịp lên Hà Nội thì cứ liên hệ với chúng cháu. Chúng cháu xin mời đến để tham quan dây chuyền sản xuất và nhà máy của chúng cháu được không ạ? Bây giờ chính thức từ bây giờ trở đi là ở Hòa Bình cháu có thêm một người mẹ nữa. Vì cô bảo là cháu là bằng tuổi con gái của cô. Đấy, nên là cháu xin, con xin mời mẹ đến đây được không ạ? Đấy, cháu xin mời mẹ đến đây ạ. Các cô, chúng ta có cháu đây là lớn không? Mẹ của con được không ạ? Mẹ. Xin cảm ơn giám đốc.
Và ngày hôm nay nhờ có bé thì tất cả những người ông, người bà, những người anh chị em ở Hòa Bình được sử dụng, được trải nghiệm. Và nhờ có bé thì con mới có mặt ở đây ngày hôm nay, được sự cho phép của chính quyền, được sự cho phép của tất cả các ông bà, cô chú thì con mới được có mặt ở đây ngày hôm nay để con thực hiện sứ mệnh của con là chia sẻ những điều tốt đẹp đến với mọi người. Bà bán thì nhiệt miệng, bá thì nhiệt miệng, bà lại cái lọ kem này hả? Bá thì nhiệt miệng rất là lâu hay người. Tôi tự giới thiệu tôi là năm nay 77 mùa xuân. 77 mùa xuân ạ. May quá, 77 mùa xuân trẻ đó. Thế mà đã dùng sản phẩm như thế nào mà ông bà con đưa cho bà? Đấy, thì bà kể đi sao? Bà cảm động nha. Bà cảm động. Bà chính nhờ sản phẩm của các con mà bà khỏe. Ngâm chân này, rồi thì bôi này. Bà từ cái chỗ mà đau khớp lưng đi còng đi, mà dùng sản phẩm mấy lần nuôi thẳng. Không đau nữa. Đấy, với lại ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc, tập thể dục hàng ngày, với lại dùng sản phẩm của các con cháu, cho nên bà khỏe. Cảm ơn bà rất nhiều. Bà chỉ muốn phát biểu cảm tưởng thế thôi nhá. Được về dự với cái buổi chia sẻ cùng với các bác, các cô. Thế là tôi cũng không bị đau chân, nhưng mà trai của tôi bị đau chân. Vâng, đau uống thuốc cũng nhiều thuốc rồi, nhưng mà không khỏi. Đến khi cái hôm mùng 2 Tết đấy là bị đau chân, là từ lúc 3 giờ sáng đấy, là bà vợ của con trai tôi là xoa bóp cho anh với, nhưng mà chỉ đỡ thôi. Đến khi sáng sớm nhá là bảo mẹ ơi con đau chân quá. Thế là mẹ bảo thế con ở nhà, mẹ lên với cô Vọng xem cô có thuốc để mẹ mua hay là xin về cho con bóp con uống nhá con nhé. Thế là con ở nhà chờ mẹ. Thế là mẹ lên, mẹ được cái cô Vọng ấy cho cái thuốc đấy là về uống này, với lại xoa bóp, với là ngâm chân. Là chiều cái hôm mùng 2 đấy là nghe con bảo đỡ mẹ. Thế sáng ngày hôm thứ hai là uống, là xoa bóp và ngâm chân. Thế là con trai của tôi khỏi, lấy giày đi cày được luôn đấy các bác các cô ạ. Đấy, như thế đấy là tôi bảo cái thuốc của cô Vọng với là bà Vân này chính là khỏi thật đấy con ạ. Thế là mình cảm ơn cô Vọng với lại các bà ở trong cái thuốc này. Đấy con ơi, bà thế tôi chả biết nói thế nào nữa, chỉ nói như thế thôi. Đấy, cảm ơn các bà. Nói đúng sự thật các đấy cô nhá. Hôm nay không đi cày được mà ngày mai dậy đi cày luôn đấy ạ. Đúng thật sự thế ạ. Hôm nay được về đây dự cái khách hàng của bà Vọng với lại của sản phẩm của bà Vân ạ. Thứ nhất thì cháu xin gửi lời chào tới tất cả các bác, các ông bà, cô dì, chú bác ngày hôm nay có sức khỏe là hạnh phúc ạ. Nói chung là hôm nay thì cháu cũng chia sẻ một tí cái sản phẩm của bà Vân là do bà Vọng bà ấy bán ạ. Thứ nhất là thằng cò nhà cháu ạ, là nó thứ nhất là nó bị, nói chính xác là nó bị sưng hết cái chim của cò đấy ạ. Xong là nói chung là cháu cũng rất rất lo lắng, nhưng mà cũng đã đưa đi khám thì bác sĩ cũng đã cho thuốc về uống, thì trong vòng uống cũng được 2-3 hôm nhưng mà cháu vẫn đau và sưng rất to ạ.
Thế là hôm đấy cháu cũng tình cờ thôi ạ. Tình cờ thế là cháu mới ra đi ra ngoài ngã ba đấy ạ. Xong là mới gặp bà Võng thì cháu cũng có chia sẻ là cò nhà cháu bị như thế. Thế là bà mới bảo là ừ bà có cái hộp thuốc này đấy thì cháu cứ thử bôi cho cháu xem. Thì đúng như kiểu trẻ con ấy thì thằng cò như cháu nó thích quá thì nó lại tụt quần ra luôn. Thế là vâng, thế lúc là bắt đầu là lúc đấy vâng nó đau quá. Thế là xong là bà cũng đúng là cháu cũng xin bà cháu bôi thật. Cháu bôi một lần thì là cháu bôi hôm buổi sáng. Thì là đến chiều là thằng cò như cháu thì nó cũng chưa khỏi hẳn đấy ạ. Nhưng mà nó cũng nói chung nó giảm hẳn luôn. Xong là đến ngày mai là cháu nó khỏi hẳn cái chỗ cái chim của cháu luôn. Thế là đúng là thuốc thì nó cũng phải hợp. Nhưng mà cháu cũng chẳng biết nói nào nữa. Thì cháu cũng bảo bà là ôi bà ơi đúng là may quá có thuốc của bà đấy mà cò nhà cháu bây giờ là nó khỏi luôn rồi. Thế là mai cò nhà cháu ra bảo bà là bà ơi để bà bôi cho lần nữa nhưng mà nó khỏi rồi thì nó xấu hổ quá. Nó lại cũng không dám cho bà xem nữa. Thì nghĩ đúng là trẻ con thật, cái lúc nó đau quá rồi nó chẳng biết làm như nào nữa. Thế là nó cho bà bôi xong là nó khỏi rồi thì nó cũng thôi luôn, nó chẳng ấy. Thế là đúng là cái này là có thật luôn ạ. Đúng là cháu rất là cảm ơn cái thuốc của Đông Dược, Đông Y bà Vân. Và thứ hai nữa là cháu cũng rất là cảm ơn bà Võng, may quá mà gặp được bà. Chứ không là nhiều lúc trẻ con ấy cháu cũng chẳng biết làm như thế nào. Nhiều lúc nó đau những cái chỗ như thế nó rất là nguy hiểm về sau ạ. Như thế là đúng là nó khỏi hẳn luôn đến bây giờ luôn. Thì đúng là cháu cũng rất là cảm ơn. Vâng thì cháu cũng có một chút chia sẻ như thế ạ. Thế là cháu cũng xin chúc cho là trong các anh chị ở trong ban là có một sức khỏe hạnh phúc. Và cháu cũng xin chúc cho bà Võng là ngày càng bán được thật nhiều hàng để đem về cho bà con để khỏi nhiều hơn ạ. Vâng cháu chào bà. Vâng phần quà của chị là một hộp kem Talam trị giá 300.000 ạ. Cảm ơn chị. Tôi cũng chưa được 50 tuổi như các bà đâu ạ, nhưng mà bản thân nhiều bệnh lắm. Thì cứ đôi thời tiết đổ trời như này là tôi hay bị đau đầu này, rồi lại viêm họng này, rồi lại đau các xương khớp này. Thế nhưng mà cái mùa rét nặng bân năm ngoái ấy, thì là tôi lạnh chân, lạnh hết tay, hết người mà với lại cúm lên, ốm không có ra khỏi chăn được. Thế hôm nọ là cũng may là được nhờ chị Võng, nhờ chị giới thiệu bảo là thế thì thím tài ốm thế thì thím dùng cái thảo dược này xem nào. Thế chị cũng mới cho em cái ngâm chân này thôi mà em ngâm được bây giờ hết một hộp rồi. Thì là rét nặng bân năm nay tôi tha hồ đi chơi đi lại lại thì không thấy như năm ngoái nữa. Thì tôi nghĩ là chắc là cái thuốc này cũng rất là hiệu quả. Anh chị một chút là tại sao chị có cái sản phẩm tuyệt vời như thế và bây giờ mới giới thiệu để anh chị tao bao nhiêu lâu và em chỉ dùng ngâm chân thôi, còn cái hộp xoa bóp em chưa được dùng cơ. Thì hôm nay thì cô Kim sẽ tặng cho cô một phần quà xoa bóp trị giá 300.000 ạ. Cháu đã được sử dụng kem bôi đa năng của bà Vân là bôi cho thằng cò nhà cháu nó bị ngứa ở đùi ạ. Vâng, và đến bây giờ là nó cũng đã khỏi rồi ạ. Nhưng mà bà Linh là bà ấy đòi muốn xem nhưng mà thằng cò nhà cháu nó lớn là nó không cho bà ấy xem mà nó chỉ cho mình mẹ xem thôi ạ. Vâng, thế đâm ra là bà không thể xem được. Thế cháu chia sẻ là nó đã khỏi rồi ạ. Vâng, và dùng cái này là rất là tốt ạ. Thế để bà con là biết là đấy là người thật, việc thật chứ không phải là cháu đến đây để nói hộ bà ấy đâu ạ. Vâng, thế cháu cũng chỉ muốn là bà ấy nếu mà có cái chị Lám ấy thì cũng chia sẻ với mọi người để cho mọi người dùng. Vì cháu cũng đang là người thích mua đồ chị Nám đấy. Vâng, như cháu lại thấy có cái chị mà ở cái đoàn của bà Vân đây này là cũng đang dùng để chị Nám. Nhưng mà cháu hỏi chị ý sản phẩm là chị bảo đang dùng thử trước rồi mới bán sau. Vâng, thế thôi ạ. Cảm ơn cháu nhé. Đấy, thực sự nó là thanh niên nó cứ xấu hổ mà cái vùng kín đấy là nó không muốn cho xem. Đấy. Vâng, cảm ơn chị đã chia sẻ. Và ngày hôm nay thì công ty có phần quà tặng cho chị ạ. Phần quà là một hộp kem đa năng trị giá 300.000 ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Tôi là Nguyễn Thị Bích. Tôi bị đau xương khớp và cũng đã đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói tôi bị vôi hóa đốt sống. Là tôi dùng rất nhiều thuốc tây nhưng mà không khỏi. Tôi cũng đã dùng thử cái bộ xương khớp của chị Võng. Bộ của nó gồm viên uống, thuốc ngâm chân và dầu xoa bóp. Vâng.
Thế là tôi uống cái thuốc đấy và ngâm chân thì tôi thấy là nó khỏi. Và thực sự ra là thuốc rất tốt. Nó không bị đau dạ dày như là tôi dùng thuốc Tây ạ. Vâng, tôi chỉ gọi là có mấy lời như thế và cũng rất mong là bà con ở đây gọi là dùng thử để mình trải nghiệm. Nếu thực sự thuốc tốt thì chia sẻ cho chị Bảo ạ. Vâng, tôi chỉ có mấy lời như thế thôi ạ. Cảm ơn chị ạ, cảm ơn chị đã sử dụng sản phẩm. Vâng, cảm ơn cô đã chia sẻ ngày hôm nay. Cô có thể chia sẻ thêm là trước đây cô bị đau ở đâu không ạ? Tôi bị đau ở cổ dọc xuống sống lưng này và đau lan sang bên hai bên tay này ạ. Nó bị tê bì nhưng mà tôi đã dùng thử và ngâm chân. Thực ra là cái thuốc ngâm chân là rất thích ạ. Tuyệt vời ạ. Thì cô bị lâu chưa cô? Bị đau như thế này lâu chưa ạ? Lâu năm chưa ạ? Tôi cũng mới thôi ạ. Mới thôi nhưng tôi dùng cái bộ sản phẩm này tôi thấy rất tuyệt vời đấy ạ. Bây giờ là hết đau nhức rồi đúng không ạ? Rồi ạ. Vâng. Cảm ơn cô đã chia sẻ ngày hôm nay thì công ty có phần quà tặng cho cô. Tôi tên tôi là Bùi Thị Điển ạ. Tôi ở xóm Côm ạ. Hôm tôi đi ra nhà ngoại thì thấy cái cô Mười ấy bảo là có cái sản phẩm mua với cô Vọng ạ. Thế là tôi mới xin cô đòi em ấy bảo là cho chị thử bôi một hai lần xem. Thì cô ấy cho thì bôi mới được có 3 hôm nay thì tôi vẫn nghe đỡ ạ. Nhưng ngày trước không có đi được, nó cũng hay đau lưng mà đâu đi khám người ta bảo thắt vị đĩa đệm đó ạ. Thế là tôi dùng 3-4 hôm nay rồi, tôi nghe đỡ đấy ạ. Đỡ. Bây giờ đi nó dễ đi, nhưng ngày trước tôi cũng nhấc được chân thế này. Tôi nghe đỡ hẳn đấy ạ, nhưng mà vẫn chưa khỏi, mới đỡ thôi ạ. Thế tôi xin cảm ơn ạ. Tôi xin giới thiệu, tôi là Bùi Văn Dữn ạ. Đây là hội người cao tuổi. Và hiện nay tôi đang làm cái chủ nhiệm câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của dự án VA070. Thì báo cáo thì trước khi mà tôi thấy cái quảng cáo, cái bóp, cái nắn, cái vận động thể dục thể thao mà câu lạc bộ chúng tôi chủ yếu là phục vụ cho người cao tuổi là sức khỏe là chính. Còn tiền nong thì cũng muốn thật nhưng vừa sức thôi. Do đó thì anh em tôi là luyện tập mà nhiều người cũng đã đỡ nhưng đỡ nó lại tái phát lại. Mà chính bản thân tôi cũng đã đỡ mà sau khi tôi thấy cái phần thuốc của bà Phòng này, thế là tôi dùng, thấy đỡ bây giờ nó khỏi hẳn luôn. Đấy là tôi rất mừng. Do đó hôm nay thì tôi cũng công việc thì thôi cao tuổi, công việc cao tuổi. Do đó cũng còn việc, nghe thông tin, tôi đến về dự. Trước hết là tôi thống nhất cái quan điểm, tôi nghĩ như thế là đúng. Tân dược thì nhiều loại, mà hiện nay tôi vẫn dùng cái thảo dược đặt trên mạng hết, dùng toàn mạng hết. Nhưng nhiều cái thì nó đỡ, nhưng nhiều cái không khỏi. Nhiều cái hôm nay tôi thấy cái này vận dụng cả bóp quả bóp cho đó một con người ấy, ta phải dùng 3 loại thuốc rồi đúng bôi ngoài này uống trong này ngâm chân này cũng dưới đấy, trong đúng là bài học chúng anh em cho tôi cái câu lạc bộ mà hiện nay cái đội chăm sóc của người cao tuổi ấy là rất là phù hợp đấy, một tháng tôi sinh hoạt một lần thì đó hôm nay là tôi tiếp thu được ý kiến này đấy, thôi thì đây cũng một số hội viên chúng tôi vẫn còn dự ở đây do đó chúng tôi sau kỳ họp này chúng tôi sẽ chuyên truyền cái vấn đề đó trước hết là cái việc là đúng rồi chúng tôi thực tế vì giảng viên đây dạy. Vậy nhau chúng tôi về học về chúng tôi lại dạy hội viên chúng tôi. Mà hội viên chúng tôi đã làm mà thấy sức khỏe nó lên hẳn. Mà đặc biệt người cao tuổi mà đi câu lưng này này, bây giờ đi thẳng được rồi. Đấy, người nhanh chạy nhanh mặt. Nhưng có cái mình huấn luyện như thế là nó đỡ mà lên. Nhưng bây giờ có cái thuốc này người ta tác dụng nữa. Đấy, mà trong dạy ấy thì thầy giáo, giảng viên người ta dạy. Cái việc đó là một cái phần để chúng ta luyện tập thường xuyên là cái phần cơ bản. Nhưng trong đó mình có thuốc đặc trị để cắt cái vấn đề đâu đó. Bây giờ hôm nay thì tôi cũng lên các ý kiến xin chia sẻ với các ông các bà anh các chị bây giờ cái này là tin tưởng vì những cái thông tin cái này thì chúng tôi gặp nhiều ở địa bàn thị trấn của bạn gặp nhiều người thì bảo lừa người thì bảo thế này thế kia để quảng cáo những cái này nó là thật đấy mà người thật và hôm nay một số đây các bà vừa là các bà có ý kiến đây đấy là thật bây giờ con cháu là khỏi thật mà cái này có lâu chứ không phải là nói 7 năm bà nói 7 năm tôi theo dõi trên mạng tôi quấn tôi theo dõi mà đấy, những vấn đề mà chuyện này chúng tôi đang theo dõi để chúng tôi phân dụng cái này phải chăm sóc cái câu lạc bộ liên thế hệ này là một năm chúng tôi phải 2 lần khám định kỳ sức khỏe, đấy, là 2 lần khám định kỳ sức khỏe. Đấy thì những năm hiện nay chúng tôi dự án này được 3 năm,
mà xe năm nay sẽ kết thúc cái dự án của quốc gia trên nhảy vào và sẽ giao lại cho địa bàn của tỉnh Hòa Bình. Đấy, mà Lạc Sơn và địa bàn thị trấn Hòa Bình chúng tôi sẽ hoạt động để mở rộng cái rộng ra. Thế thì cho cái tâm sự một vài ý kiến để các ông các bà, các anh các chị ấy là chúng ta cùng nắm cái vấn đề là sức khỏe trên hết. Tôi cũng nghĩ nhiều các ông các bà là có tiền cứ để trong túi mà chỉ có tiền bảo cái gì, với tôi hỏi cái gì quý nhất, tôi bảo là sức khỏe, cứ có sức khỏe là có hết. Đấy, câu lạc bộ chúng tôi nói như thế đấy. Bây giờ nhiều ông các bà cần có tiền trong túi cứ để thì giữ cứ cứ đến lúc mình về các cụ bên kia thì trẻ con ui bà này nhiều tiền quá nhỉ, sướng thế, bà này chả lấy thuốc mà dùng, chả đi vận động thể dục thể thao đánh bóng của người ta để nó khỏe lên. Các bác các cô chú có thấy rằng ngày hôm nay là mình vừa được đến đây để giao lưu này, vừa được sử dụng cũng như là vừa được chia sẻ về những cái sản phẩm tuyệt vời. Và ngày hôm nay có cô bác nào mà mình chưa được trải nghiệm sản phẩm mà mình nghe những người vừa rồi, những bác vừa rồi, những cô vừa rồi chia sẻ sản phẩm ấy ạ, mọi người có muốn là mình cũng được cảm nhận xem là thực hư nó tốt như thế nào không ạ? Có ai muốn thì có thể giơ tay được không ạ? Wow, rất là đông ạ. Vậy thì ngay bây giờ con thay mặt mế của con mời các cô, các bác, các chú, chúng ta hãy ra ngoài. Chúng con đã chuẩn bị hết những cái chậu ngâm chân này để chúng ta thứ nhất là được trải nghiệm cái ngâm chân là cái đầu tiên. Bởi vì cái lòng bàn chân ấy là cái huyệt đạo rất là quan trọng, trong có rất nhiều huyệt đạo quan trọng ở trong cơ thể. Cái thứ hai nữa, trong quá trình mà ngâm chân mà các cô, các bác, các chú bị đau ở đâu hay là khó chịu chỗ nào thì cứ chia sẻ để chúng con có thể hỗ trợ xoa bóp miễn phí tại chỗ được không ạ? Và đặc biệt là cứ hỏi gì thì chúng con có thể hỗ trợ đáp lấy và giải đáp miễn phí có được không ạ? Vâng ạ, con xin mời các bác, các cô, các chú ạ. Và sau khi mà trải nghiệm xong, nếu như các bác, các cô, chú mình vừa nghe ở đây mọi người khen tốt rồi, mọi người khen khỏi rồi, mọi người thích rồi, mà đồng thời kết hợp các cô, các chú được chứng kiến là tận mắt tai nghe, sờ được, nắm được, thử được mà các cô, các chú, các bác ở đây thấy nó tốt quá thì hãy ủng hộ cho mế của con được không ạ? Bởi vì mế của con chính là một điểm bán, một điểm giới thiệu sản phẩm Đông Dược Bà Vân chính hãng tại Hòa Bình. Vậy cho nên là các bác, các cô, các chú yêu thương chúng con, yêu thương mế của chúng con thì thứ nhất là ủng hộ, thứ hai là giới thiệu để cho mọi người được biết đến những phương pháp tuyệt vời để giữ gìn sức khỏe được không ạ? Vâng ạ, con xin mời các cô, các bác, các mế xin mời đi ra ngoài trải nghiệm ạ. Con xin mời ạ. Thank you.
sao? Là...